Nếu các bạn đang có nhu cầu muốn mua ạc Liên Quân thì hãy truy cập ngay shopacre24h.com. Tôi Hữu Bộ xin chào lớp cha anh em. Tôi Đơn Trà chào lớp cha anh em. Chào anh em. Ok các bạn ạ, thì hôm nay anh em mình quay trở lại sẽ làm một cái món cực kỳ độc luôn. Như các bạn đã nhìn thấy tiêu đề thì hôm nay mình sẽ làm cái món đó chính là món lẩu chuột đồng các bạn ạ. Buổi sáng lắng nuôi vất vả mấy anh em mình cùng với cả Lâm với cả Cường sáng đi cuốc chuột rồi đảo chuột. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem số chuột và nguyên liệu để anh em mình làm cái lồi lẩu chuột đồng đó. Nếu các bạn mà thấy clip này của anh em mình hay ấy, thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ video cho cái món cực kỳ độc này ở Việt Nam các bạn nha. Đây là thành quả mà cả buổi sáng lắng lôi anh em mình phải đi cuốc và đi vò chuột ở ngoài đồng các bạn ạ. Thì đây bạn Lâm sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây các bạn ạ, rất là nhiều luôn, toàn chuột đồng đấy các bạn này. Đấy, anh ấy cẩn thận nó nhảy. Không, nhảy thì không sợ, bởi vì anh đang bảo ba thằng trẻ trâu đang chuẩn bị sẵn tư thế. Nếu mà con nào nhảy ra phát là anh em mình sẽ vò lại luôn các bạn ạ. Mấy con này thì anh em mình bé răng hết từ lúc bắt được luôn rồi các bạn ạ. Đây, đây các bạn này. Mà mấy con chuột đồng này rất là to luôn. Rất là to. Còn đây là số nguyên liệu để anh em mình có thể làm được cái lồi lẩu chuột đó. Thì đây có su hào này, hành này, rồi mùi tàu, mùi ta, dưa, đây là ngô bao tử các bạn ạ. Ngô con này, người ta phá ngô đi người ta mang về người ta bán này. Còn đây là sả, gừng, ớt, anh em mình sẽ cho tất số nguyên liệu này, chỗ này đậu với đỗ, cho tất cái số nguyên liệu này vào trong cái lồi lẩu chuột đó. Còn bây giờ anh em mình sẽ phải đi thịt chuột anh em mình vặt lông sạch sẽ các bạn ạ, rồi anh em mình mới có thể cho vào trong cái lồi lẩu chuột đó được. Anh em đang vặt lông chuột đây rồi các bạn ạ. Mỗi anh em một con tập trung để vuốt một tí là sạch hết sạch lông luôn. Miết mạnh lên Cường ơi. Em miết mạnh lên, em lấy con khác thử miết xem nào. Em miết em sợ nó bung ra. Bung làm sao được. Mình gọi là tập trước là anh em mình chưa kỹ thuật cao nên ở tập này đang cố gắng để cải thiện dần. Chỉ đưa một vài đường là chuột tuột hết cả lông luôn. Ba tên trẻ trâu thì đang được phân nhiệm vụ là ngắt rau củ quả để chuẩn bị nguyên liệu cho vào nồi lẩu các bạn ạ. Lâm thì đang mổ chuột, còn Cường thì đang gióm lò. Một lát nữa anh em mình sẽ nấu nồi nước dùng trước các bạn ạ. Ba thằng này chỉ việc ở đây là ngắt hết chỗ rau củ quả này thôi. Nhiệm vụ rất là đơn giản là tí có món lẩu chuột thưởng thức thôi. Đây là số nguyên liệu đấy như mình sẽ cho vào trước đấy như mình nấu nước dùng các bạn ạ. Su hào này thì để cho nó ngọt nước này, rồi sả, gừng, ớt với cả lẩu thái sa tế. Lao đi đi, tiến mở ra để cho vào thôi. Cho vào đi. Xé lẩu thái cũng thứ ra. Lửa đang rất là to, chắc là chỉ khoảng độ 10 phút là sủi cái nồi này luôn. Ôi giời, tôi thì là mất, bạn Lâm làm mất hai miếng su hào rồi các bạn ạ. Thì là bớt nước ngọt thì khá là nhiều đấy bạn Lâm ạ. Đây là số chuột mà anh em mình đã thịt xong các bạn ạ. Anh em mình đã bỏ đầu, bỏ đuôi, bỏ hạch những thứ đi rồi. Mình có một lời khuyên cho các bạn là các bạn không nên tự ý bắt chuột về để ăn. Bởi vì các bạn nếu không biết bỏ hạch của nó thì ăn những cái loại này sẽ, có thể sẽ bị bệnh gọi là dịch hạch ấy. Nên là anh em mình là có học được qua một số kỹ năng của các chuyên gia rồi nên mới có thể làm và ăn những cái món thịt chuột này. Nhưng mà bởi vì nhìn chuột thế này thì nó cảm giác sau khi mà cho vào nồi lẩu thì anh mình sợ nó trắng quá nên anh mình sẽ đi chiên qua để cho nó cứng lại các bạn nha. Nào bây giờ bạn Lâm sẽ đi chiên. Thôi em ơi, quấy nhiều thế, đậy lại đi.
Đây là tác phẩm nghệ thuật trưng bày đồ ăn của anh em mình các bạn ạ. Thì kia là số chuột anh em mình đã chiên xong, bây giờ anh em mình sẽ bày lên cái mâm này. Nào bạn bày lên đi. Bạn bày đẹp vào để cho các bạn chấm điểm cho cái mâm tác phẩm nghệ thuật này của anh em mình nhá. Đấy, đẹp luôn, tuyệt vời. Nhìn chuột được chiên qua thì có vẻ khá là ngon rồi các bạn ạ. Một lát nữa sau khi mà cho vào nồi nấu thì không biết ăn nó như thế nào thôi. Cứ rói đi, rói nó đến nhiều quá các bạn ạ. Thịt chuột nó thơm bạn. À thơm. Mạnh đã ngửi thấy mùi thơm chưa? Hả? Chuột nó thơm cái này thì vừa nó bầu thì húng chi là con người. Anh nhà mình đã bày xong tác phẩm nghệ thuật gọi là trưng bày đồ ăn của anh nhà mình rồi. Nên là các bạn đừng ngại comment chấm điểm cho anh nhà mình ở cái tác phẩm này các bạn nha. Nhìn rất là bắt mắt luôn. Sau khi anh nhà mình bày đẹp mắt cho các bạn chấm điểm xong rồi, thì bây giờ sẽ đến lúc mà anh nhà mình cho tất cả chỗ này vào nồi nấu, cả cái mâm rau bên kia luôn các bạn ạ. Vào, chóp vào, chóp vào. Ui giật lắm. Ui, cho vào đi em. Cẩn thận không bè rớt một con nào ra ngoài là rất là tiếc đấy. Bây giờ đổ tất vào. Đổ tất vào. Đổ tất. Cho hết vào. Đổ tất á, tiến lên tất, lên tất. Ăn mạnh vào em. Thôi đấy mạnh vào. Mấy gì muốn chuột xuống thì cắt suốt luôn. Rồi tiến cho lốt số rau củ quả ấy vào. Ui giời. Nhiều thế. Ui giời. Rồi. Đáo lên đi em. Em cười cái gì? Mạnh em cười cái gì? Chọc quấy quấy nó xuống. Đấy, rồi bây giờ đợi chuột nó chín rồi rau củ quả chín là như mình sẽ thưởng thức luôn thôi. Nóng quá. Chín giờ các bạn ạ, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu thưởng thức cái món lẩu chuột này thôi các bạn ạ. Nào, thử đi nào. Thử đi các chàng trai. Tu. Sao sao? Em biết một món này ăn rất ngon. Thế á? Bao xử lý. À đây nào, đốt trà mạnh. Đấy, đây là cả con chuột các bạn ạ, anh mình để nguyên cả con chuột luôn. Ui, thế. Ôi, ôi. Dưa chuột trần. Dưa chuột trần à? Tiến nó cho mấy quả dưa chuột vào để nó ăn làm dưa chuột trần các bạn ạ. Món mới à Tiến? Mới xuất hiện. Đó, đây mạnh ăn chuột đây rồi các bạn ạ. Chuột. Như nào mạnh? Ngon thật. Đấy. Như anh ấy. Ui chuột này. Mời các bạn đây à? Mời đây thưởng thức đi nào. Bạn. Sao đây? Các bạn nha. Như thịt anh ấy. Lóng. Nhìn mấy anh em ăn chuột rất là phê các bạn ạ. Nhìn ngon tuyệt vời luôn. hai thanh niên này thì làm đây. Thử thưởng thức cái món này, thực sự là món này ăn vào đúng là đặc sản luôn. Thịt chuột thơm à. Đấy, được chưa? Nhìn mấy anh em ăn chưa? Đôi trà phát béo xem sau khi thưởng thức thử miếng lẩu chuột này nó như nào. Lẩu chuột này ăn rất là ngon. Tuyệt vời các bạn ạ. Nào bạn Lâm, bạn không dám thử à? Bởi vì bạn Lâm hình như sợ các bạn ạ. Em bón miếng. Tôi ăn giàu trước thôi em ăn đi. Còn Thanh Liên còn nữa cả. À, chuột rúi ăn rồi này, rồi chuột đồng lướng siêu cay cũng ăn rồi. Mà bây giờ đến món lẩu chuột lại rất là e dè. Thôi hôm nay anh em mình ăn chay. Hôm nay có ba anh em trẻ trâu đã ăn thử chuột mà lẩu lẩu này rồi, đây vẫn đang gậm đây thì. Ôi, cứ ba anh em cứ phát biểu thật cái cảm nghĩ khi mà ăn cái món lẩu chuột này cho ba, cho hai anh thấy đi, với cả cho anh nữa để tí anh quá ngon rồi đúng không ạ, chú ăn mới biết được. Ủa ngon quá à, một mình em cộng nữa. Thế á, thế ăn đi. Nhìn Tiến với cả Mạnh với cả Đôn Chè ăn chuột khá là ngon các bạn ạ. Một lát nữa thì mình sẽ thưởng thức thôi. Hai thanh niên này không biết bao giờ mới dám ăn đây. Thì là hai thanh niên kia là thua mất ba thằng trẻ trâu rồi các bạn ạ. Ba thằng trẻ trâu rất là gan dạ luôn. Gọi là xông phong ăn lẩu chuột luôn rồi. Rất là ngon. Hình như cái lồi nước dùng này nó có mùi gì đặc biệt. Mùi gì bạn?
Tôi vẫn thấy như lòi bình thường bởi vì vẫn cho lẩu thái vào. Bây giờ bạn hãy thưởng thức thử đi để cho các bạn xem. Nó có thịt chuột lên, nó có mùi vị của chuột, chuột đậm. Thôi bạn. Tại vì sáng anh em mình đi bắt cái kiểu gì để có mồ hôi cái gì. Thôi thử đi. Rồi cuối cùng hai Thanh Liên đã quyết định là thưởng thức rồi các bạn ạ. Mình sẽ chọn xem hai Thanh Liên bắt đầu thưởng thức cái món lẩu chuột này. Thử đi nào. Thử đi cho các bạn thấy cái. Mời các bạn ăn chuột lẩu nhé. Mình sợ, sợ đến nỗi động nhằn. Mời các bạn. Ngon rồi. Như là thịt ếch nhỉ. Mềm. Mềm. Ngon nhỉ. Rồi em ăn hết cả con nhỉ. Được chưa? Thế nào bạn? Ăn tạm bạn. Vậy là sau một hồi mà xem ba anh em trẻ trâu ăn thì hai Thanh Liên lớn đầu này đã quyết định gọi là ăn lẩu chuột rồi các bạn ạ. Chuột lấu lẩu. Nào bạn cho các bạn biết cái cảm nghĩ sau khi mà đưa miếng chuột lấu lẩu vào mồm xem nào. Rồi thì tôi thì ăn các loại chuột làm theo kiểu gia vị khác nhau rồi, nhưng mà chuột lấu chắc là đầu tiên. thế là lên bạn Lâm ghê các bạn ạ. Mới đầu còn không dám ăn đấy. Là ăn cả rác là rất chi là ngon đấy. Ngon nhé. Bạn hãy cho các bạn thấy đi. Tiến dưa chuột trần đi. Tiến dưa chuột trần đi Tiến. Ờ Tiến, bỏ dưa chuột trần của em ra đi, không sắp cửa chín rồi. Cái da của nó tại vì anh em mình chiên rồi, xong anh em mình cho vào lẩu, nó kiểu sun sun, nó mềm mềm. Tỏ lại. Ngon. Bây giờ thì mình sẽ vào để thưởng thức cái món lẩu chuột này các bạn ạ. Vừa nãy nhìn Lâm Vy Cường là cảm giác sợ, nhưng thực sự ra là mình cũng chưa từng thử cái món này. Nhưng mà dù gì thì cả buổi sáng như mình đã bỏ công sức ra để đi bắt chuột, chiều và đã làm cái món lẩu chuột để đáp ứng những cái yêu cầu của các bạn hay để lại bình luận dưới các video của mình. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức luôn các bạn ạ. Đấy, con chuối đấy. Đây. Đấy. Chết vì dưa chuột trần. Tiến ăn dưa chuột trần à. Lông quá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Uầy. Như đậu. Ngon rồi. Mời các bạn dưa chuột nhá. Dưa chuột gì? Dưa chuột trần anh. Tôi thấy cái món này bình thường mà. Ăn như kiểu thịt ếch á. Ấy, cờ ấy. Đúng rồi, ăn như xịt kiểu thịt ếch luôn. Tôi nhường bạn hết. Các bạn ạ, bởi vì ăn cái chuột này giống y xịt thịt ếch luôn đấy. Bởi vì anh mình chiên qua cũng kiểu như ếch chiên đấy. Làm con nữa chơi. Ăn đi men. Để mềm ra lúc lọc bắt. Ui chết, ui chết, ui chết, ui chết. Nó tàn ra lúc rồi, nên phải thái. Thái lấy kéo. Ừ. Cây. Chân con. Đây. Con nữa đi. Mày. Dạ anh biết luôn. Con thứ ba. Không có lỗi, con thứ ba. Bán mút tôi con nữa em ạ. Ngon quá. Đuổi anh. Đuổi anh. À quên, đuổi chuột, nhầm, đuổi anh. Nhầm. Số lượng có hạn. Ăn nhanh thì còn. Này nó củ, nước kèm nó ăn, bảo kéo à. Ăn chậm thì hết. Ăn cái lưới to. Béo. Siêu to luôn này. Đùi chuột. Đấy cả xương gùi luôn. Ăn chua hào nó ngọt cái canh. Nước kèm nó bảo. Thế hả? Nước kèm nó màu chua hào kéo quá. Nhìn giống đùi gà hay. Hai Thanh Liên bây giờ ăn xong thấy đỡ ghê rồi. Ăn cái đùi chuột này cảm giác như là hôm mình ăn lẩu ếch ấy. Ăn nó gần như là đùi ếch ấy. Thì nó cũng rắn hết. Hết ghê rồi bạn, chắc tí làm con nữa. Bạn phát biểu cho các bạn biết cảm nghĩ mà thưởng thức món lẩu chuột này mà đặc sản ấy. Các bạn ạ, mới đầu thì mình cũng cảm giác mình không dám ăn rồi. Thử ăn một miếng sẽ thấy là nó tuyệt vời như thế nào. Bây giờ lại thèm rồi, bây giờ nhưng mà lại sắp hết rồi. Uống trà với Mạnh. Mình đầu tiên thì ăn thì mổ thịt con chuột ra nhìn trắng nhìn chẳng muốn ăn đâu, vào cho vào lòi rồi nhìn ngon quá là phải ăn luôn, ăn quá ngon.
Mà anh? Mình thì ăn các loại chuột rồi. Mỗi loại này là lần đầu tiên. Cảm giác mới đầu thì nhìn thì cho nhìn vào trong này, cái da xui 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 kỳ lắm. Xong rồi cho ăn ăn miếng đùi đầu tiên như đùi ếch luôn, rất là thơm. Đúng không? Cảm mỡ lại thèm luôn. Rồi rất tiếc là đã hết rồi. Chưa, hình như vẫn còn mấy con nữa. Đúng. Anh em mình mỗi người được con nữa. Táo này còn cho cả chuột trần trong này. Lẩu à, quên nhỉ. Các món ếch thì kiểu chuột ếch các thứ thì nghe rồi, nhưng mà lẩu chuột là chưa nghe bao giờ, lạ ơi lạ luôn. Lẩu ếch ăn rồi không? Cũng là lần đầu tiên được rồi, ăn thì chuột thì rất là ngon. Ngon quá. Ok các bạn ạ, thực ra thì với anh em thì không biết thế nào, còn với mình thì ăn lẩu chuột này đảm bảo ngon hơn thịt ếch các bạn ạ. Nó kiểu dạng dạng như thế thôi, như bạn Lâm mới cường thì không dám ăn, nhưng mà mình thì vào là mình thưởng thức luôn. Và cũng như bàn cái trâu mới đầu các bạn đã nhìn thấy đấy, bàn cái trâu ăn rất là ngon luôn. Bây giờ thì mình sẽ không làm mất thêm thời gian của bạn nữa, mình sẽ dừng clip này ở đây. Các bạn hãy để lại một like, một lượt share và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình vì cái món lẩu chuột đồng này. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối clip này của anh em mình. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.